Cát Phượng Kiều Minh Tuấn tình tứ đi sự kiện. Cặp đôi mặt trẻ chung đến dự buổi khai trương một sân khấu kịch sáng ngày 18 tháng 9. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn mặc tông sẹt tông xanh khi đi sự kiện sáng nay. Cả hai trông trẻ trung và xứng đôi, Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng nhiều tuổi nhưng rất chững chạc. Sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn đang lên như diều gặp gió. Sau Em Chưa 18, khán giả liên tục thấy anh góp mặt trong các phim điện ảnh Nắng 2, Yêu Đi Đừng Sợ, Chí Phèo Ngoại Chuyện. Sắp tới, Cát Phượng còn tổ chức live show cho anh. Nhiều người đặt câu hỏi, hoài nghi về mối quan hệ của cặp đôi sau khi Kiều Minh Tuấn nổi tiếng. Nhưng Cát Phượng rất bình tĩnh, chị cho biết sẵn sàng đứng ra tổ chức lễ cưới cho Kiều Minh Tuấn với một cô gái khác. Với nữ nghệ sĩ, Kiều Minh Tuấn đã trở thành tri kỷ. Trong sự kiện, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trò chuyện rôm rả, cả hai liên tục cười đùa. Danh hài Hoàng Sơn là một trong những thành viên của sân khấu kịch Ruby, anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Ngoài ra, có nhà đầu tư là nghệ sĩ Khánh Hoàng, giám đốc điều hành nghệ sĩ Đại Ngọc Trâm, phó giám đốc nghệ sĩ Hoàng Tâm, chỉ đạo và cố vấn nghệ thuật là nghệ sĩ Công Ninh. Sân khấu đặt tại nhà thiếu nhi quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Minh Tuấn hội ngộ nghệ sĩ Hoàng Mèo tại sự kiện. Hoàng Mèo đưa con trai đi cùng, bé rất giống bố. Á hậu diễn viên Trịnh Kim Chi bên hai đồng nghiệp. Nữ ca sĩ diễn viên Cindy. Diễn viên Hà Linh con trai cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Nữ diễn viên Minh Ngọc. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Phi Thanh Vân được khen xinh tươi khi mặc kín đáo đi sự kiện. Nữ hoàng giao kéo ghi điểm với váy áo phụ kiện đơn giản thanh lịch. Phi Thanh Vân xuất hiện với hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ trung năng động. Cô xách túi hiệu ăn mặc gọn gàng kín đáo, khác hẳn vẻ sexy táo bạo khi dự các sự kiện của làng giải trí. Người đẹp chia sẻ, sau cuộc đại phẫu thuật lại bao vòng cơ thể, cô chăm chỉ tới phòng tập gym, ăn kiêng mỗi ngày để giữ thân hình thon gọn săn chắc. Dự sự kiện dành cho giới doanh nhân ở một khách sạn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Phi Thanh Vân được nhiều người khen xinh đẹp cuốn hút với kiểu tóc và gu trang điểm nhẹ nhàng. Cô luôn tươi cười rạng rỡ khi thấy ống kính hướng đến mình. Nữ hoàng giao kéo tâm sự, sau khi ly hôn với Bảo Duy, cô được nhiều đàn ông theo đuổi nhưng chưa dám mở lòng với ai. Hai lần đổ vỡ hôn nhân khiến Phi Thanh Vân bị ám ảnh, e ngại chuyện tình cảm. Nàng Phương Trinh miệt mài làm việc để phát triển công ty mỹ phẩm, lo cho con trai một tương lai vững chắc. Cô khoe đang xây biệt thự hơn 10 tỷ đồng tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. An Sara Phương Trinh hóa quý cô xinh đẹp đi sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện nổi bật tại buổi ra mắt tập 2 phim Chili tối ngày 1 tháng 9. Tối ngày 1 tháng 9, An Sara Phương Trinh diện trang phục tông cam nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. An Sara Phương Trinh trông như một quý cô kiêu sa. An Sara Phương Trinh chia sẻ, vai Hạ Quyên trong phim này chiếm nhiều thời gian của cô nhất. Ngoài diễn xuất, cô còn phải luyện thanh và tập vũ đạo để thể hiện những thế mạnh của nhân vật mà cô hóa thân trong phim. Xinh đẹp, nhảy đẹp, nổi tiếng và có tài ca hát. Trong tập 2 của Chili, Angela Phương Trinh có nhiều đức diễn hơn so với tập 1. Đặc biệt nhiều khán giả đã bất ngờ với phân đoạn Hạ Quyên ăn cơm trước cạn với Phi Long do Hữu Vi thủ vai. Vì quá say xỉn sau buổi tiệc tại hồ bơi, được biết dù lần đầu diễn cảnh nóng cùng nhau, cả hai đã có sự kết hợp ăn ý. Bên cạnh đó, nữ diễn viên 9X còn khoe vẻ nóng bỏng trong bữa tiệc đêm ở hồ bơi với bộ bikini quyến rũ và khoe giọng trong ca khúc Vì Ai Vì Anh của Đông Nhi. Angela Phương Trinh và các diễn viên giao lưu cùng khán giả. Sau Chili Việt Nam, Angela Phương Trinh sẽ tiếp tục tham gia các dự án thời trang âm nhạc và điện ảnh khác. Trương Ngọc Ánh và Trần Gợi Cảm, Thùy Dung kính mít đi sự kiện. Bà Trùm Hương Ga hội ngộ Á hậu Việt Nam và diễn viên Bê Trần trong một event ở thành phố Hồ Chí Minh. Trương Ngọc Ánh ăn mặc trẻ trung dự buổi ra mắt bộ sưu tập vali mới của một thương hiệu đến từ Italy. Nữ diễn viên đã qua tuổi tứ tuần vẫn giữ được vẻ gợi cảm thần thái của một ngôi sao. Ngoài diễn xuất, người đẹp còn gây ấn tượng với vai trò nhà sản xuất nhiều phim điện ảnh đình đám như Sắc Đẹp Ngàn Cơn, Truy Sát, v.v. Á hậu Thùy Dung mặc kính mít đi sự kiện, cô rạng rỡ chụp ảnh cùng diễn viên Bê Trần.
Thùy Dung sắp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế 2017. Cô có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Nhật viết ca hát. Người đẹp hy vọng sẽ gặt hái thành tích cao tại sân chơi quốc tế. Trương Ngọc Ánh khuyên Thùy Dung nên chuẩn bị những chiếc vali nhẹ, bền để đựng được nhiều hành lý khi đi thi. Giám đốc sáng tạo Harry Hobart và phát sinh Ta Thuận Nguyễn hội ngộ trong sự kiện này. Chiến thành biếu máu dùng vỏ sầu riêng chà lên mặt. Ông xã Harry Won phải dùng đạo cụ là vỏ sầu riêng có gai nhọn để thử độ căng của da mặt trong show 2. Làm khách mời trong tiết mục gương cười của chương trình Ai Cũng Bật Cười, Lê Giang đã khiến Chiến Thành khổ sở vì phải diễn lại tất cả các hành động của mình. Ban đầu, ông xã Hai Quân khá tự tin bởi anh là người lắm chiêu và không dễ chịu thua trước bất cứ ai. Tuy nhiên, với độ lầy khó đỡ, Lê Giang đã đưa ra những thử thách làm đàn em miếu máu. Không chỉ tô son chét phấn, anh còn bắt buộc sử dụng đạo cụ là vỏ sầu riêng với gai nhọn hoắt để chà xát vào tay, mặt và kẹp vào nách. Tuy bị đau nhưng Chiến Thành vẫn phải chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ. Các khán giả đã được chàng cười thích thú trước màn đỏ tài của Lê Giang và Chiến Thành. Trong phần sáng tạo bá đạo, team của Chiến Thành, Hữu Tính và Gia Gia Trương Nhi còn mang đến câu chuyện cổ tích không đụng hàng về nàng Bạch Tuyết. Gia Gia Trương Nhi trong vai Bạch Tuyết sau màn trúng độc đã bất ngờ tỉnh lại nhờ mùi hương của món bánh xèo. Ba nghệ sĩ còn kết hợp trong tiểu phẩm remake từ bộ phim Many Reasons, Tiên Hắc Ám, Câu Chuyện Về Quả Đen. Chiến Thành âm lòng thương nhớ chủ nhân, mờ lẽ phi trần Trương Nhi nhưng không dám thổ lộ. Riêng hoàng tử Hữu Tính, người thương Trương Nhi thầm yêu thì lại quyết định tỏ tình với Chiến Thành. Tú Anh mặc váy trễ nải dự event sau sự cố nhập viện truyền nước. Vài ngày trước, Á Hậu phải đi truyền nước do làm việc đến kiệt sức. Chiều ngày 14 tháng 9, Tú Anh đi xế hộp sang trọng khi tham gia một event thời trang tại Hà Nội. Á Hậu khoe khoé vòng một sexy trong bộ cánh màu đen chảy nại, cô make up theo thai trong suốt, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh để tôn lên gương mặt khả ái. Hai ngày trước, người đẹp phải nhập viện truyền nước do lịch làm việc dày đặc dẫn đến đuối sức. Tú Anh cho biết, thời gian gần đây, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì vừa làm biên tập, MC tại đài truyền hình Việt Nam, vừa chạy show event, chụp hình quảng cáo. Mỗi ngày, cô chỉ được ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, ăn uống không đúng giờ nên thường xuyên bị đau dạ dày. Tại event chiều qua, Á Hậu đã lấy lại vẻ tươi tắn khoe nhan sắc trước ống kính. Sau thành công của phim Em Chưa 18, Châu Bùa trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều event của làng giải trí. Cô chứng tỏ tay ăn mặc sành điệu khi mít áo hai dây đính đá. Khi mít áo hai dây đính đá với quần ống suông tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Hot Girl cho biết, cô đã bảo lưu việc học tại Đại học Thương mại Hà Nội để phát triển sự nghiệp. Hiện tại, cô thường xuyên ở Sài Gòn, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội thăm gia đình hoặc chạy show. Châu Bùi và Tú Anh khá thân thiết ở ngoài đời, khi vừa hội ngộ, cả hai đã tiếu tít trò chuyện và hỏi thăm nhau. Hai người đẹp còn vui vẻ post ảnh kỷ niệm với một người bạn. Không hẹn mà gặp, Khánh Linh và đồng Ánh Quỳnh của The Face mặc đầu đôi với tai đen trắng, đối lập nhau. Cả hai đều là học trò của huấn luyện viên Minh Tú. Nhờ danh hiệu Á quân The Face 2017, đồng Ánh Quỳnh có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đồng Ánh Quỳnh có vẻ sắc sảo cá tính, khi đội dáng cùng Hot Girl Châu Bùi, cô không hề bị lép vế. Khánh Linh lại là gương mặt hao hao Hot Girl tâm tích. Tại The Face, cô bị loại từ sớm khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cô được xem là nữ hoàng đúc bút bởi được rất nhiều thương hiệu và cửa hàng thời trang ở Hà Nội mời chụp hình quảng cáo.
Diễn viên Thanh Bi là người phản sự cũng xuất hiện trong sự kiện. Cô chọn bộ cánh ren ôm sát, khoe đường cong nóng bỏng. Sau mối tình với ca sĩ Quang Lê, cô mải mê với công việc và chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!